đến rồi, Tết đến rồi, anh Tùng ơi. Tết đã đến rồi. Ủa sao hôm nay em mua nhiều thế? Em mới mua mấy loại hạt của Hương Long Food để nhâm nhi ở trong dịp Tết năm nay đấy. Anh Tùng có biết không, những cái hạt như kiểu là hạt dẻ cười này, hạt hạnh nhân này hay là hạt óc chó ấy, thì không chỉ là ăn ngon miệng đâu mà còn rất là tốt cho sức khỏe đấy. Đúng, anh thấy là không chỉ đa dạng về sản phẩm mà bao bì của Hương Long cũng rất đẹp mắt và tinh tế. Anh nghĩ rằng Tết mà được ăn những loại hạt này mà cùng gia đình, bạn bè quây quần bên nhau trò chuyện thì không gì tuyệt vời bằng. Em có thể cho anh thêm một chút thông tin thêm về Hương Long Food được không? Để giúp quý vị khán giả cũng như là anh Tùng có thể hiểu rõ hơn về thương hiệu Hương Long Food thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Không chỉ được biết tới là thương hiệu đồ khô thơm ngon, chất lượng, mà Hương Long Food còn đa dạng với các dòng sản phẩm. Nổi bật trong đó là hạt dẻ cười Pistachio Hương Long, được yêu thích hơn cả bởi vị bùi ngậy, béo thơm và hàm lượng dinh dưỡng cao. Sản phẩm được chế biến từ những hạt dẻ cười chọn lọc, rang đủ lửa tự nhiên và giữ nguyên lớp vỏ, mang hương vị đặc trưng. Còn đối với hạt điều lụa rang muối, được chế biến bằng phương pháp rang củi truyền thống, nên vẫn giữ được vị bùi ngậy tự nhiên và thơm ngon của hạt điều. Ngoài ra còn có các dòng sản phẩm khác như hạt mắc ca, óc chó nguyên vỏ, hạt sen sấy. Đặc biệt, các sản phẩm tại Hương Long đều có 11 nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không chất bảo quản, mang lại chất dinh dưỡng cao và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Anh Tùng có biết không, không lo ngọt này, không lo béo này, vừa ăn ngon lại còn rất là tốt cho sức khỏe này, vừa giữ dáng vừa đẹp da, đó là những cái điều mà em vô cùng quan tâm đấy. Anh Tùng có muốn thử luôn không? Chắc chắn rồi. Mời anh. Chắc là anh xin phép quý vị khán giả sẽ thử hạt sen đi, vì anh rất thích ăn hạt sen. Anh Tùng cảm thấy như thế nào? Vị thơm ngon, mùi béo ngậy luôn, mà nhìn rất là bắt mắt nhá. Và năm nay chắc chắn gia đình anh sẽ sử dụng những sản phẩm đến từ Hương Long Food. Vậy bây giờ thì mình muốn tìm mua thì tìm mua ở đâu em? Cũng dễ thôi anh Tùng ơi. Anh Tùng cũng như quý vị khán giả có thể dễ dàng mua các sản phẩm Hương Long Food tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc, hoặc có thể truy cập vào website hươnglongfood.vn, liên hệ hotline 0913 681 768, 0969 681 768, hoặc tới trực tiếp lô 440 làn 2 đường 286 phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh để mua hàng. Và thưa quý vị, Tết cần đến rồi, việc lựa chọn những thương hiệu an toàn, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như Hương Long Food là điều vô cùng cần thiết để cùng nhau đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Và xin mời quý vị và các bạn cũng như là anh Tùng cùng lắng nghe những lời chúc Tết đến từ Hương Long Food. Nhân dịp năm Tân Sửu sắp tới gần, thay mặt Hương Long Food chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Hương Long Food chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hương Long Food chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và đổi mới mang tới cho người tiêu dùng nhiều hơn các sản phẩm chất lượng, an toàn. Một lần nữa xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, đủ đầy, gặt hái nhiều thành công. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điều đặc biệt tiếp theo của chương trình Tiêu dùng 24/7. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.